thui luôn mọi người ơi, nặng quá là nặng luôn. Trời ơi, cái Giang nó mua hẳn một thùng như này mọi người ơi. Hiện tại là Giang là đang ở cái tỉnh gọi là Kiêng Ki, ở mãi cái chân cái chỗ khác không xa đó. Hôm nay lại là một ngày rất là đẹp trời ở bên Hàn Quốc. Mình lại có một tin vui nha. Nghe thấy ở cái chung cư lân cận nên có một gia đình chuyển nhà. Người ta muốn cho miễn phí một cái cần treo quần áo. Cho nên là vừa nãy mình mới lái xe đến đây, ngay nhà mình tầm khoảng 10 phút. Cái nhà này thì là ban ngày người ta đi làm ấy, không có người ở nhà, người ta sẽ để ở ngoài. Mình thì là lần đầu tiên đến cái chung cư này mà cái cửa nó nhiều mấy cái cổng để vào cái chung cư này thôi. Nguyên một cái chỗ rất là dài mà cái kiểu chung cư người Việt mình ở cũng nhiều. Thế là vào đây thì thấy người ta đã để ở bên ngoài rồi mọi người ơi. Lần đầu tiên mình thấy mà cho miễn phí, kiểu người ta không lấy tiền cho miễn phí mà người ta để ngay bên cạnh này. Thì mình cũng kiểu đỡ gặp mặt nhau ấy. Tại vì người Hàn ấy, người ta không có muốn gặp người lạ mấy đâu. Người ta treo tại đây và đây là cái sản phẩm hôm nay người ta sẽ cho miễn phí và mình là người được nhận. Ai là người nhắn tin đầu tiên thì là người đấy sẽ được nhận nha. Một cái treo quần áo. Cái này thì là nó, cái bên dưới nó hơi bị gọi là lung lay cái tô vít một tí, nhưng mà chỉ cần mình xoáy vào là dùng được rất là ok. Lần trước đến nhà anh Định ấy thì thấy quần áo mặc hàng ngày của anh ấy không có chỗ để, cho nên anh ấy toán ấy vứt vào cái thùng thôi. Hôm nay may làm sao xin quá được cái này. Để cảm ơn cái người này ấy, thì là mình đã tặng cho cái chị này là hai cái mặt nạ đắp. Mình không tặng cũng được, thế nhưng mà mình cũng muốn gọi là tỏ lòng cảm ơn thôi. Thì không có chỗ thì là mình để luôn vào cái hộp để đi chợ như này, xong nhắn tin là người ta cũng cảm ơn mình và mình cũng cảm ơn người ta. Bây giờ thì là mình sẽ mang xuống dưới tầng 1 xong cho vào xe nha. Tại vì nó rất là dài. Cái này thì là quần áo này, mũ mình treo lên ấy, đi làm mà mình treo lên ấy, thì mình nghĩ là nó rất là tiện. Cũng may quá, tính nếu mà không nhận được thì là mình sẽ mua cũng ok, nhưng mà nếu mà mua thì ít nhất cũng phải mất tầm 20.000 won là gần 400. Thay vào đấy hôm nay có người cho này thì là mình nhận miễn phí. Các anh ấy thì ở Hàn Quốc chỉ có mấy tháng thôi, tầm 5 tháng thôi. Cho nên là tiết kiệm được khoản nào thì là tốt khoản đấy, để sau này mà về Việt Nam ấy có một khoản tiền. Với lại ở bên Hàn Quốc ấy, nếu mà mọi người ở chung cư thì rất là được hay nhận miễn phí những cái sản phẩm như thế này. Ví dụ như là người ta muốn chuyển nhà đi nhưng mà thay tất cả đồ mới ấy, kể cả giường, ghế, sofa, bàn học, bàn ăn rồi các đồ linh tinh. Khi mà vứt đi ấy, thì là mình phải mất tiền nha. Cho nên là thay vào mua cái miếng giấy để dán vứt đi thì là họ sẽ đăng lên miễn phí cho những ai mà kinh tế khó khăn hoặc là cần thiết ấy, thì là mình sử dụng. Và mình là một trong những người rất là hay đi xin những cái sản phẩm đấy. Nhưng mà đổi lại mỗi khi nhà mình chuyển nhà thì mình cũng bỏ rất là nhiều đồ, vẫn còn đẹp luôn. Bây giờ mình lại vừa về nhà mọi người. Hôm nay là một ngày rất là bận rộn với mình luôn. Anh chồng nhà mình, anh ấy giúp. Tại vì thang máy sửa ấy, cho nên là cái ông giao hàng này ông để mãi tầng 1 mọi người ơi. Mà cái này rất là nặng nha. Đây là một thùng quà mà bây giờ chưa có thời gian. Mình sẽ khui từng cái một. Cũng hơi nặng nặng đó cái thùng này. Thì cái này mình lại đang đi ngay đó mọi người. Cho nên là mình sẽ khui trước. Tí nữa về lại khui cái thùng hàng kia sau. Hôm nay vui quá trời là vui nhá. Rất là nhiều việc gọi là vừa bận rộn, vừa được nhận miễn phí cái sản phẩm treo gọi nhỉ? Là cái treo quần áo đấy, cái móc treo quần áo. Wow, đẹp chưa này mọi người ơi. Cái sản phẩm này là bây giờ mình sẽ mang đi luôn nha. Cái này lại một cái nữa đâu. Và mình sẽ vứt cái hộp này đi. Không có nhiều thời gian, tại vì cái này là một chị gửi sang bên Mỹ. Sang bên Mỹ thì mình để này, cái hộp nó to ấy, gửi rất là đắt tiền, cho nên là mình đã dặn trước chị là muốn không có mang tặng biếu ai thì là mình sẽ để gửi như này này. Mới đầu mình bảo khách là vứt cả cái này luôn, mình chỉ gửi những cái viên này thôi. Thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cái shop này thì nó cũng nhẹ, mình sẽ cắt một nửa như thế này nha. Đây là cái kinh nghiệm của mình. Đã xong mọi người ơi, chồng lên như thế này nhìn nó gọn, nó không mất diện tích nhiều thì tiền cước nó đỡ hơn. Bổ não ai mà hay bị đau đầu hoa mắt chóng mặt ấy, là cái lý do đấy, tuần hoàn không được tốt cho nên là mình hay bị những cái triệu chứng như thế. Mọi người chịu khó uống mấy cái dòng này nào. Tiếp cái này thì là mình cũng sẽ vứt đi luôn mọi người ơi, gửi như thế này thôi. Tí nó ra bưu điện thì là sẽ xin người ta một ít bọc để mình bọc cho nó gọn gàng đẹp đẽ đó. Thế là xong. Khui luôn mọi người ơi, nặng quá là nặng luôn. Cái này là một thùng hàng của một của đứa em mình nha, cái Giang mọi người, anh Ngô Thị Giang là em họ mình ấy. Lý do là nó gửi cho anh Định và anh Quý. Thì như mọi người biết là gia đình nhà mình ấy, Hạnh này, Thu này, Giang này, tất cả là bốn chị em mình là hiện tại là đang ở bên Hàn Quốc. Nhưng mà anh rể chị Ngân rồi anh Định, anh Quý, chị Nga, cứ kiểu như là anh em thân thiết, có nghĩa là cũng là thân thiết thật, nhưng mà so với bên Hàn thì nó là xa đúng không? Còn như bên Việt Nam mình thì rất là thân thiết luôn.
kiểu tình cảm ấy, Việt Nam mình sống tình cảm. Thế là anh Định với anh Quý xong một cái là các em ấy bảo là đến nhà chúng nó chơi xong rồi ăn, các anh ấy cần ăn cái gì thì là sẽ mua rồi. Trời ơi, cái Giang nó mua hẳn một thùng như này mọi người ơi. Hiện tại là Giang là đang ở cái tỉnh gọi là Kiêng Kỳ, ở mãi cái trên cái chỗ khác xa đó. Cứ bảo là hôm nào gửi cho các anh lên chơi nhưng mà các anh đi làm suốt. Bây giờ mình thể khui xem là bên trong thùng hàng này có những cái gì nha. Hôm qua gọi điện bảo rồi, chị ơi mai nhận hàng xong rồi bỏ ra mang biếu anh Quý và anh Định cho các anh ấy ăn, sợ kiểu đi làm. Trước đây là bố mẹ Giang là chú thím mình cũng sang hàng mấy năm trời vất vả lắm. Thì mới kể có lúc mà khóc người. Có lúc mà khóc luôn người, tại vì làm vất vả. Thế nhưng mà sau những cái thời gian đấy thì là về Việt Nam cũng xây được cái nhà gọi là đàng hoàng khang trang, bây giờ thì là cũng đỡ hơn rồi. Bắt đầu mở này. Ui, sao có một cái thùng to thế này. Trời ơi, toàn cá thôi mọi người ơi. Nhiều thế. Mình không nghĩ là Giang nó lại gửi nhiều như thế này ấy. Biết là cho các anh rồi mà tủ lạnh bé tí này. Wow, cá này là cá lục hoa này mọi người. Phải cá lục hoa không nhỉ? Đúng rồi, cái cá này thì ở bên Hàn Quốc mà anh Quý thích ăn ấy. Cái loại này là cái loại cá mà anh Quý cực kỳ thích ăn. Anh Định bảo hôm ấy mình mua ghẹ cho còn không ăn mấy, chỉ thích ăn cá thôi. Hải sản các thứ anh không ăn. Wow, cá này cá gì mà nó buộc gọi là cẩn thận hết rồi này. Đấy, ui toàn cá ngon thôi mọi người ơi. Trời ơi, to vô cùng. Mà vẫn còn mát rượi luôn, không tan một tí nào, thời tiết rất là nắng. Còn cái này là xương, hôm qua Giang nó bảo là xương. Mình cho vào đây luôn. Mà cái xương gì. Wow. Trời ơi, toàn nên là xương bò này, cái này bên Hàn đắt tiền đó mọi người. Ngọc à, thế bọc. 키워보냈어? 어, 양이 이거 다 소야, 소. 양이가? 응. 야, 이거 먹고 싶다. 순네, 뭐 이거? 이거 내가 순 먹고 싶다. 야, 양이. 또 안에 순, 순 ngon대. 양이 그게 없네. 내가 사는 거. Anh bảo Giang đúng là tuyệt vời, nghĩ cho anh rẻ. Hôm qua mình kể ấy, là Giang nó gửi đồ cho anh Định với anh Quý, xong rồi cứ này thế. Thì anh Su không có gì à chứ. Không có một cái đầu của anh ngoài chứ. Ừ. Túi này là toàn xương bò, mà xương bò đắt tiền, nhưng mà cái này là mình thấy là sườn. Còn cái chỗ này hôm qua Giang thì nó bảo là gì nhỉ? Đuôi bò. Đuôi bò mà hiện tại mình cũng chưa biết là làm món gì, sẽ chia ra từng ít một để cho các anh ăn hoặc là để trong tủ đá, chứ một lúc nhiều này mình sợ nó hỏng. Nhân đây là nếu mà Giang xem được video này thì là thay mặt mấy anh rể cảm ơn Giang rất là nhiều nha. Người Việt Nam mình sống tình cảm. Ngon chưa mọi người? Hai con to bự. Ờ, thực ra là hôm qua Giang gọi điện cho mình ấy, thì nói là chị ơi em gửi rất là nhiều cá, xong rồi chị mang một ít về cho mẹ chồng. Có nghĩa là Giang cũng xem kênh của mình, biết là mẹ chồng mình rất là tốt ấy. Thế là nó dặn đi dặn là chị nhớ mang ít cá về cho bà. Quá tuyệt vời luôn. Nhớ lắm. Cá này là cá gì không biết tên rồi mà không thấy có xương nhỉ. À có. Mình đang tính là cắt ra xong này để tận riêng vào từng túi, trong túi một cho anh Định với anh Quý, nhưng mà anh chồng bảo để nguyên cả con nhìn cho nó đẹp mắt, với kiểu nó bảo quản cho nó dễ. Khi nào mình ăn thì mình lấy mình cắt được, tại vì cái này cũng không có khó khăn gì mấy. Con nào con đấy, to chả bá lửa mà tươi nữa nhỉ. May quá anh Quý cho sang đây để thích ăn cái cá này. Cá này thì nó quá đơn giản, cái khác thì bảo đắt tiền mua đến cá này thì nó cũng giá từ bình dân ấy, ở chợ người ta cũng bán, nhưng mà nó không được to như thế này. Đợt này Giang nó gửi cho Toán cái con gọi là to. Trời ơi, thích nhỉ, cái này mà kho với lại củ cải. Mình thì thích kho với củ cải, anh Định với anh Quý thì có chay nữa. Cho ít chay và ớt bột nào kho thì nó quá tuyệt vời luôn. Một bọc tôm. Tôm xong lại còn nhặt sạch sẽ chứ, không có một tí vỏ nào. Cẩn thận thế không biết. Con đưa em đúng là mặt lòng mặt dạ. Còn cái này thì chia ra từng túi nhỏ xong hầm. Bây giờ mình đến chỗ nhà anh Định rồi mọi người ơi. Trước tiên là mình sẽ bỏ cái cần này ra trước này, tại vì nó rất là dài, may mà còn vừa cái xe của mình, chứ không có cách nào khác, nhẹ lắm. Wow. Đó này, quá đẹp luôn mọi người ơi. Còn đồ hải sản thì là sẽ để ở cốp trên cơ. Bây giờ là hiện tại là 5:30 rồi mà anh Định chưa về. Mình có điện cho ông chủ hỏi là khoảng mấy giờ ấy, thì ông bảo phải làm hết việc mới về cơ.
nặng lắm rồi mọi người. Nặng lắm mọi người ơi. Cái cửa nó bé. Chào mọi người đây. Để lấy tiếp cái cây quần áo. Quá là hợp, quá là thích cái này. Cho con cá chân cám lên được không? À không được. Alo anh Thịnh ơi. Cái thùng đấy hàng của anh đấy? Anh Giang nó gửi đó. Có cây thuốc không? Thuốc hình như là chưa đến hay sao? Không mai. Thuốc nào hết rồi anh ơi? Thuốc nào thì còn, chỉ có giảm độc. Thế thì qua cái dịp này thì thử bỏ xem nào. Bây giờ anh còn khám phổi sắp bảo biết chết, anh còn không bỏ được. Úi giời. Bây giờ về anh. Thế là về 5:30 có tự tăng cao không? Không. Nó bảo mai mưa sao nhỉ? Mai mưa nhưng mà hình như mưa bé sao anh ạ? Anh Quý về chưa? Quý về rồi. Ở trong đấy hôm qua anh hỏi bột mì đúng không? Em mang bột mì đó. Bột mì với lại cá cái anh ấy, cái thịt à, cái xương ấy. Cái xương bò ấy anh cho anh hầm lên xong cho tí khoai tây vào ngon lắm. Em vừa ăn thử xong. Cá với lại tôm các thứ ấy. Anh có biết nick của anh Giang không? Anh đoán chắc là của anh Giang. Ok em biết rồi. Em bị nấu cơm hay không ăn? Ngon lắm. Trời ơi, hai hôm nay là anh Định với anh Quý là hết thuốc lá. Lúc ở nhà thì có thuốc lào rồi nhưng mà ra đồng không có cái gì hút kiểu thèm ấy. Mình bảo mua nhưng mà lại hôm nay lại quên mất, lại không mua luôn. Thế là cứ hỏi thuốc thôi. Rồi bây giờ cũng khá là muộn rồi, mình xin dừng video tại đây nhé. Hẹn là mọi người vào những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.